保生顶通天。人道乱，老不死无救。比拼会弄好生顶呢，就得会弄好生顶通天。在đây có nhà thờ Hồ Trạng Nguyên, Dương Phúc Tư. Tính đến nay, Hội đồng Hòa Sương tỉnh Hưng Yên đã thành lập 100% Hội đồng cấp huyện, thị và nhiều Hội đồng Hòa Sương cấp cơ sở. Năm vừa qua, tổ chức công họ được 553 vụ, khen thưởng cho 63 cháu. Một số Hội đồng Hòa Sương cấp huyện, thị đã thành lập được các chi câu lạc bộ thanh niên để thu hút lực lượng trẻ xây dựng dòng tộc. Cầm trong em đứng đây, anh cứ cầm này thôi.